Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm một món ăn rất là quen thuộc đối với người Việt Nam của mình luôn, đó là món chảo tôm, và mình sẽ ăn cùng chung với lại bánh hỏi nha. Thì hôm nay Quỳnh mua được là toàn là những con không có đầu thôi. Bây giờ thì mình sẽ lột bỏ cái phần vỏ ra nha. Rồi mình sẽ cho tâm vào để mà mình lấy cái phần chỉ lưng của tôm ra nha. Mình sẽ bắt đầu cho tôm vào bên trong máy, mình chuẩn bị xay. Mình chia làm hai lần xay nha. Đợt thứ hai này mình xay thì mình sẽ cho cái cục giò sống vào xay luôn. Cái cục giò sống ở đây là 200g. Gia vị vào ướp luôn. Mình sẽ cho vào đây là bột nêm, 4 muỗng cà phê bột nêm, 4 muỗng cà phê muối, chút xíu dầu hào, 2 muỗng cà phê đường, bột ngọt, chút xíu dầu ăn, 1 cái trứng gà, tiêu, bột nghệ. Cái này mình cho hoặc là không nha, tại vì mình muốn cho nó lên cái màu cho đẹp, cho nên mình cho bột nghệ vào. Hành tím và tỏi bầm. Rồi bây giờ mình trộn đều lên thôi. Cái bao tay á, mình thoa qua lớp dầu cho nó không dính nha mọi người. Nó xả, nó dài dài nằm gọn trong lòng bàn tay như thế này nha. Mình lấy một cục vừa phải nè, mình do lại cho nó tròn đi. Xong vô, đó bây giờ là mình đã được một cục rồi đó mọi người. Mình làm cục nhỏ nhỏ như vậy thôi ha. Và tổng cộng ở đây thì Quỳnh làm được là 15 cây nha. Rồi Quỳnh cho chảo tôm vô. Rất là nhanh chín luôn á, Quỳnh hấp chảo tôm trong vòng 5 phút. Sau đó thì Quỳnh sẽ đem ra Quỳnh chiên nha. Nước mắm luôn, Quỳnh sẽ cho vào đây là một chút xíu bột ngọt. Nước mắm theo tỷ lệ 1:1:2, ở đây là 1 muỗng đường, tiếp đến là 2 muỗng nước ấm. Tan ra. Tiếp đến là 1 muỗng nước mắm. 1 miếng chanh. Rồi sau đó mình sẽ cho tỏi ớt vào, tỏi ớt tùy thích nha. Là bây giờ là mình đã có được một chén nước mắm mặn để mà mình ăn chung với lại là bánh hỏi với chảo tôm rồi mọi người. Ở đây thì mình chuẩn bị là bánh hỏi khô. Mình cho ra đây là khoảng là 10 cái miếng như thế này, sôi vào. Bánh hỏi này thì mình đổ ngập nước nha, ngập nước sôi. Và thời gian mà mình ngâm cái bánh hỏi này là khoảng là 4 phút nha mọi người. 4 phút đến 4 phút rưỡi. Hấp được 5 phút thì mình lấy chảo tôm ra. Wow, rất là ngon rồi mọi người. Rồi sau đó mình đổ nước đi. Mình sẽ để ráo nha. Mình để ráo rồi sau đó mình sẽ cuốn. Mình cho vào miếng chiên. Cái này được là mình vớt ra luôn. Xin chào trời ơi con nói mọi người, đây làm để cho con nè. Thì cái món của Quỳnh làm ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Từ từ trời ơi con nói rồi, sao bóc đi ha, sao bóc đi này, kéo ghế nè, rồi đứng lên bóc bóc từ từ, có chuyện đổi chén nước mắm của tôi nha. Nó nói với Quỳnh cái này là dog gừ.
Đốt gừ rồi. Ngồi ăn đàng hoàng giùm tôi nha. Cái này hy vọng là nó ăn được mà. Rồi ăn cho cô chú xem coi. Ăn cho cô chú xem. Sao? Ôi gì? Có cái giọng đâu mọi người. Ngon không? Cái này thì nó không có cay nha mọi người, mà chiên theo cái dạng này thì mình quấn cái cây sả ở trong nó cứ nghĩ là đốt gừ, America đốt gừ. Rồi bây giờ mình Quỳnh sẽ cắt một cây cho mọi người xem nha. Nãy giờ thì chưa có cắt, đem bên đây mình cắt luôn. Đó. Đây mọi người ơi. Wow. Đây. Ngon chưa nè mọi người? Quá đã luôn. Rất là đã, ngon ghê. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xơi nha. Mình sẽ chấm miếng ăn thử mọi người. Đó. Ngồi thẳng cho cô chú thấy chợ. Để tém đủ rau cho mọi người dễ thấy nè. Đúng rồi. Để đây để đổ. Đổ nó đã mà. Phải nói là lâu lắm rồi, hôm nay mới được ăn lại luôn. Cái này thì mình có thể là mình nướng than hoa, còn không mình bỏ lên mình chiên cũng được nha. Mình thấy mọi người thấy không? Hôm nay là Quỳnh cho vô một chút xíu là bột nghệ, cho nên mình chiên cái mỡ lên rất là đẹp. Những cái món nào mà mình chiên á thì mình nên bỏ bột nghệ vô, cái màu lên rất rất là đẹp. Và bột nghệ khi mà nó gặp nhiệt độ nóng rồi, cái mùi của nó cũng đi hết rồi, trừ khi nào bỏ nhiều nha mới còn mùi thôi. Nó đã mừng ơi. Quên hả? Mình sẽ cắt ra mình bắt đầu mình cuốn nha mọi người. Chỗ nó đã mừng ơi. Itadakimasu. Ăn đi. Ngon lắm, mẹ sẽ ăn nha. Quỳnh đưa cho nó con tôm bình thường thì nó không ăn nha mọi người. Vậy mà mình làm cái này thì nó ăn. Vậy mốt mình nên chế cái món nào mà ra mình xin que vậy cho người ta nó ăn mọi người ơi. Tại vì Quỳnh cuốn rồi mọi người, cho nên Quỳnh cắt ra nha. Chứ để nguyên cây thì nó hơi bị bự á. Mà hồi nãy mà cắt ra trước thì nó sẽ không có nhìn hấp dẫn bằng mình để nguyên mâm như thế này nha. Rồi mình sẽ lấy một miếng bánh hỏi nha. Rồi tới là nem nướng nè. Không phải nem mà là chảo tôm mọi người. Bà Quỳnh nói là Quỳnh làm chả nem nướng mà Quỳnh chưa làm đó mọi người. Bữa giờ cũng thèm đó đó. Nói chung là Quỳnh thèm tùm lum đó mọi người. Rồi mình chấm nước mắm. Ngon không xa? Ai đó? Còn nó mà. Nó ăn ngon mà nó vậy đó mà. Cái bánh hỏi đây Quỳnh dùng bánh hỏi khô á mọi người, làm theo đúng cách của Quỳnh nha. Bên Việt Nam đang giãn cách về mọi người mua mấy bún bánh rồi khó luôn, mà bánh hỏi mà không biết cách làm á. Mình mua cái dạng khô về mình bỏ vô lò mình hấp, như người ta hướng dẫn sử dụng là không có xài được nha. Nó rất là dai. Cái tôm nó đã dài rồi. Mama miso. Cho nên mình không có cần phải là xay đã xong rồi mình làm đá lại. Giống như là mình làm chả làm giò nha. Tại vì hôm nay Quỳnh cũng bỏ giò sống á. Nó cũng dai cho nên là mình bỏ tôm vô nữa. Còn nếu mà bạn nào mà dùng thịt heo á mọi người thì mình nên cấp đông lại khoảng chừng 1 tiếng rồi mình đem ra mình xay nha.
sao nó ăn được món nào chung với Quỳnh đó mọi người. Mà Quỳnh vui mọi người. Món này thì Quỳnh chưa làm lần nào hết, hôm nay mới làm lần đầu tiên đó. Chưa làm trên video nha mọi người. Chứ mà làm ăn thì là Quỳnh làm ăn rồi. Ăn nếp đây. Việt Nam no đất gừ. Trong tiếng Việt là chảo tôm. Chảo tôm. Ừ. Cái gì cái gì? Cái gì của Việt Nam có? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái gì của cái gì? Là gì ta? Chỉ mẹ. Super đất gừ cả. Ừ. Super dog là gì ta? Super dog. Hôm nay Quỳnh ăn trúng củ kẹo á, cho nên Quỳnh không có làm đồ chua nha. Củ kẹo muối chua sẵn. Vậy sao? Không có sữa nhiều lắm đâu kìa. Không có nhiều thứ để mua sữa nhiều. Thôi thôi. Sống à? Wow. Ừ. Nó nó dính cái răng ghê mà. Su chu de no mitai no mitai no mitai. Sao có này nè, của mẹ với sao y chang nhau, có gì nào khác. Trời đất ơi. Nó có sao là con bài đó. Con bài thế. Trời ơi, nó kêu Quỳnh à. Cũng ly với nó mà. Rồi. Sang thêm miếng nữa với mẹ đây, mẹ con còn bay sao nữa. Con bay bay nữa này. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. Con bay. 1, 2, 3, vô. Hãy dạy dạy xuống. Sống vô uống đi. Trời ơi. Chạo tôm nãy mà không có bỏ bột nở, chỉ có bỏ trứng thôi mà chiên lên cái da nó cũng nhăn 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 này ha. Chị ra ấy. Nó bắt chước Quỳnh cả mọi người. Chị ra ấy là gì? Vừa bị cười chết ta. Là sao cái đó là gì sao? Sao hiểu không? Hiểu. Cái đó là gì? Nó biết là nói chữ đó là như là mình hết hồn mới nói nè. Nè. Ừ. Nè. Cái này. Ừ. Hết hồn, hết hồn. Chết. Chết hồn. Ừ. Chết hồn. Sang tiếp cho mẹ. Mẹ. Mẹ chết rồi, mẹ mấy? Ừ, rồi sao? Sao muốn sao? Sao mấy? Sao muốn sao? Sao mấy? Ừ. Sao mấy đi? Sao có sợ không? Sao có sợ gì? Sao có sợ mẹ mấy không? Ừ, sao có sợ mẹ mấy? Ừ. Mẹ đi đâu rồi sao khóc? Ừ, mẹ đi đâu rồi sao khóc? Bởi vậy sao phải ngoan, là mẹ ở với xa nghe không? Ừ. Sao ngay á? Cô đi ta bị tên. Cô đi ta cô đi ta bị tên. Cô đi ta bị tên. Cô đi ta bị tên.
Nó đòi Quỳnh là phải mở ra cho nó ngủ. Mẹ đó. Tốt rồi mẹ. Chị cơ. Mẹ cắt nó cho nào. Chị cơ mới ra xoay rồi quay ra cho đúng rồi. Để cho nó cầm vậy nó ăn không bị rớt mọi người. Nó muốn gì đó. Công nhận bột xả dứa thơm mà ăn. Con bu nhảy dây gươm. Bu nhảy xe tôi cắt xe tôi cắt bu 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 bu. Bánh hỏi đem lên là chủ ý là mình à con bu ăn kèm với mọi người. Cái chủ ý mình ăn cái này. Bu 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 bu. Мама, то будет тебе то на магазин, она не. Con động vật. Con động vật. Lai dung tê bê tông nam hôn yên nữa nè. Con sư tử. Con sư tử. Cô lao á. Cô lao. Con báo. Nè nè. Ô xích. Nhĩ dạ. Ô xích của sư tài nè. Gắm bắt được đi cái đỡ. Cái kia này. Nó bị bị cười đi sang nữa mama. Sao đem mà nhắc đây? Nó mắc tiểu nha mọi người. Nó muốn mình nhắc đây. Mắc tiểu thì cái gì? Ủa xích cô. Giờ này chiều tối mọi người ở Nhật bây giờ là mama, bắt đầu tháng 9 tới giờ tháng 9 tới 10 á. Trời nhanh tối á, nó sợ ăn à. Sao? Bây giờ có đi không hay là ngồi đâu ăn tiếp? Ăn tiếp hay sao? Ăn tiếp hay sao? Ăn tiếp. Trứng à mọi người. Quỳnh kêu nó cố gắng lên đi ăn xong đi. Cái nó nói với Quỳnh á, không được. Không được thì cái gì? Thì cái này. Ừ. Được. 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 Không có được. Được cái này. Đúng rồi. Không có được. Đam mê được cái nào. Đúng không? Ừ. Ừ. Cái đồ ấy chứ mấy con người mù đam mê rồi. Được cái này. No mà. Được chứ. Sao ăn hai cây. Mà ở đây là còn 7 cây mà à. À xí. Mà mà à xí đều à xí. Ừ. À xí đều. Rồi ok. Thôi xa. Ăn ơi mình ăn thành cây nha mà. Chứ bắt đầu lo. Thôi xa dơ. Ăn. Kỳ quá. Mọi người làm thử cách Quỳnh ăn ngon không mọi người? Nói chung là tôm á, mình làm món gì cũng ngon. Nó ngọt thịt mà nó dai mà dẻo. Sao? Sao? Cái nào? Cái gì? Chị ngồi xuống đi, ngồi xuống mày đưa, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Mày xuống luôn mấy tay nè. Tạ là sụi. Tạ đi đó. Mày thấy cái ly mới là bắt đầu nó vậy mà. Mày lấy hàng giấy cho sao nào. Sao ta chụp hàng giấy đi.
nó dành cái ly quên đó là mọi người no quá mọi người ngưng nha, cay quá. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của hai mẹ con Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký like share ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Xin chào. Bye bye đi, tự nhiên xin chào gì kỳ vậy? Xin chào cô chú, xin chào. Yeah. Cô chú các bạn bấm đăng ký nhé. Cô chú các bạn bấm đăng ký nha. Cô chú các bạn bấm đăng ký nha. Ủng hộ mẹ với Sa. Ủng hộ mẹ với Sa. Ủng hộ với mẹ với Sa nhé. Nhé. Nó đổ cái ly nước bây giờ. Đổ ly nước giờ không nè. Trời ơi, cái này.